À, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến xin chào bà con nhá. Hôm nay thì mình giới thiệu cho bà con một chiếc máy sắc gạo cao cấp bên mình. Dòng này thì có một đặc điểm nổi bật là nó có cái lọc rác nhá. Ở đây là lọc rác này. Lọc rác, lọc bụi bẩn, lọc đinh, đất đá cho bà con nhá. Còn dưới đây là lọc sạn nhá. Đấy. Thì cái điểm nổi bật của mẫu này là thêm một chức năng lọc rác ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi chi tiết cái máy nhá. Chúng ta cùng đi một vòng xung quanh chiếc máy cao cấp này nhá. Đấy, mình cùng xem một vòng rồi đi đến từng chức năng chi tiết của máy. Đầu tiên thì mình xin được giới thiệu đến bà con cái chức năng mà đặc biệt nhất của cái máy này, đó là chức năng lọc đất đá bụi bẩn nhá. Đấy, lọc đinh, lọc đất đá, lọc rơm. Đấy, đây là bộ phận lọc nhá. Sàng dung lọc sạn đấy, à lọc đất đá đấy. Đấy. Kế đến là một chức năng mà chúng ta cần quan tâm, đó là chức năng sắt gạo bà con nhé. Thì sắt gạo ở đây thì vẫn là dùng bằng trục ru lo và sàng sắt gạo là sàng lục giác. Thì đây là cái hệ thống sắt gạo mới nhất, vẫn đang còn hiện tại là đứng đầu của 2023 nhé, sàng lục giác bà con nhé. Đấy. Tiếp theo thì đây là cái gió bà con nhé, cái này cái chỉnh gió để mà mình sắt gạo cho nó được sạch đấy, để thoát gió đấy. Còn cái núm này là núm điều chỉnh độ trắng của gạo bà con nhé. Bà con có thể điều chỉnh cái quy này và cố định vị trí lại để cho có cái độ trắng nhất định nhé. Còn ở đây là cái cửa ra của cám. Thì lúc mà máy hoạt động á, chúng ta sẽ có một cái bì như thế này, bao vải đấy. Mình buộc vào vị trí này, vị trí mồm này. Đấy, mình buộc vào đây để cho lúc mà máy hoạt động thì cám gạo sẽ ra ở đây nhé. Tiếp đến là chức năng lọc sạn nhé. Chức năng lọc sạn 3 cấp. Ở đây là 1 cấp này, 2 cấp này, 3 cấp này. Đấy, chức năng lọc sạn 3 cấp bà con nhé. Tiếp theo nữa thì chúng ta có chức năng đập bột. Cái này mình có thể là đập bột bột ngô, đập ngô mửa, đập các loại bột nhé. Qua tên này thì chúng ta có thể đựng ngô hạt để đập nhé. Đập ngô hạt nó rơi từ trên xuống. Đấy. Còn về cái toa ngang này á, thì chúng ta có thể bỏ bột nhé. Bỏ chế độ đập bột, bột cám đấy. Mình muốn đập cho nó nhỏ hơn đấy, thì nó sẽ tự hút vào bên trong nhé. Đấy, mình nhớ cái này lên là cái hệ thống sẽ tự hút vào bên trong. Còn ở đây là cái cửa ra cám bà con nhé, cửa ra cám nhé. Đấy, cửa ra cám. Về sản phẩm mà mình muốn đập ngô bột khoảng ngô mưởng thì chúng ta sẽ thay cái sàng này. Đây, sàng này. Và ở đây là hệ thống múa đập là dạng búa nhé, dạng đinh nhé. Cái này chữ T và chữ Y. Đấy, nó làm bằng đinh chữ T và đinh chữ Y nhé. Dạng nghiền đấy. Mình chúng ta hay gọi là dạng nghiền. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho bà con chi tiết nhỏ của cái bộ phận lọc đất đá sàn nhé. Thì hệ thống này là hệ thống rung bà con nhé. Hệ thống rung này thì nó đi trực tiếp qua động cơ luôn. Sử dụng chung một motor. Đấy, motor ở đây là buli nhé. Đấy. Đây là hệ thống đung của cái lọc đinh lọc đất đá nhé. Đấy, đi qua trực tiếp một đục luôn. Ở đây là cửa cho nguyên liệu xuống nhanh hoặc chậm nhé. Chúng ta sẽ cho nguyên liệu xuống từ từ và khóa lại nhé. Đấy, thì nó sẽ xuống từ từ để lọc nó sạch. Còn cái núm này á, là chúng ta cũng điều chỉnh cái độ lọc nhanh lọc chậm nhé. Đấy, cấu tạo nó là lọc nhanh lọc chậm thì chúng ta để vị trí cái núm đỏ này này, cái núm này cách xa này, vị trí là xa này, xa núm đỏ này, đây là núm đỏ gần vị trí ngoài nhất đây, thì là lọc chậm nhất và cố gắng để sạch nhất nhé. Còn đây là hệ thống rung của sàng rung lọc sạn
ở phía trước máy nhé. Cái này cũng đi trục trực tiếp với motor luôn nhé, motor nó lai trực tiếp luôn. Còn đây là cái hệ thống công tắc bà con nhé, ví dụ như chúng ta bật sang đây là thực hiện chức năng sát gạo. Ở đây là chế độ dừng máy, và bật sang bên phải đây là chức năng đập bột nhé. Đấy. Còn đây là hai cái núm mà tăng chỉnh độ căng dây curoa và căn chỉnh cái độ cân bằng của động cơ khi lắp lên nhé. Bốn chân máy thì được lót bằng đế cao su, sử dụng trong lúc máy hoạt động thì rất là êm nhé, không làm máy di chuyển hoặc là rung máy đâu nhé. Đấy, chân đế cao su. Và đây là chiếc máy mình chuẩn bị gửi đi cho chị Kiều ở Kiên Giang bà con nhé. Đấy, chi tiết mua hàng thì bà con có thể liên hệ với mình qua máy nông nghiệp Phúc Minh Chiến nhé. Địa chỉ là cầu Vùng Yến Kỳ, Yến Châu, Nghệ An. Số điện thoại là 0988 182789. Rồi, xin cảm ơn bà con nhé.